Chào mừng các bạn quay lại với kênh Quán Nghe Friends Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu rùa Common Turtle Masai là như thế nào nhé. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chú rùa Common Sai trưởng thành. Giờ để mình bắt lên cho các bạn xem rõ hơn nhé. Thao tác này phải cẩn thận. Chú khá là to và nặng. Do được nuôi ngoài trời nên mai đóng rêu rất là trơn. Mình phải rất cẩn thận khi thao tác bắt một chú rùa to vì những cú cắn của chú rất là nguy hiểm. Mình cầm thật chắc hai bên mai để tránh cái tầm chú quay lại cắn và cũng như những cú cào từ hai chân trước và hai chân sau. Đó là kinh nghiệm của mình khi thao tác với các bé rùa sai to như vậy. Bây giờ mình sẽ đặt bé xuống đất để bé có thể tự bình tĩnh hơn. Chú rùa này được ông anh của mình mua từ Sai Baby. Tính đến đây là đã gần 6 năm chăm sóc. Thì bây giờ bé đạt một kích thước khá là khổng lồ như các bạn thấy. Đây có thể chưa phải là kích thước lớn nhất của dòng rùa Common, nhưng đối với những người nuôi nhốt trong điều kiện tại nhà thì đây là một kích thước rất là khủng khiếp rồi. Mình thấy kích thước này rất hiếm ai có thể nuôi được một sai trưởng thành mà to, khỏe và không có bị lỗi tật như thế này. Còn đây là một bé rùa Common Baby mà mình đã chuẩn bị. Đây là một sai nhỏ khoảng được 2-3 tháng. Mình giờ mình hãy so sánh kích thước của bé với cái sai trưởng thành gần 6 năm là như thế nào. Nào, bây giờ để mình quay cận hơn để các bạn nhìn rõ hơn về kích thước chênh lệch giữa hai bé rùa. Đây, bé rùa sai nhỏ, Common Baby. Nó chỉ cỡ hai đốt ngón tay của mình thôi. Và đây là một bé rùa sai trưởng thành. Ước chừng thì chắc nó nặng phải tầm cỡ 6kg. Đây, bé rùa nhỏ nằm gọn trên mai như là nằm trên một cái hòn đảo vậy đó. Nhìn xa thì gần như là mình không thấy được cái bé rùa. Nó nhỏ tới mức chắc chỉ to hơn cái móng chân của con rùa sai trưởng thành. Khi rùa Common mà lên được sai trưởng thành thì nhìn nó rất là hung dữ và mang một cái nét đẹp thời tiền sử rất là ngầu luôn. Mình nên nuôi từ sai nhỏ để nhìn sự trưởng thành của bé. Bây giờ mình sẽ bắt bé lên và chuẩn bị thả lại cái môi trường sống của bé. Cầm trên tay khoảng 6kg thôi nhưng mà nó rất là nặng và bé cực kỳ nhoi. Nếu mà không có kinh nghiệm mà cầm rùa cái sai lớn thì rất dễ bị tuột tay và thậm chí là bị cào và cắn chúng. Mình khuyên các bạn mới tập chơi không nên thử theo cách này. Đây, mình sẽ thả bé về cái môi trường sống tự nhiên của bé trong cái hồ. Đây, bé là nhe răng kìa, nhìn rất là hung dữ. Rồi, mình cũng chào nhân chính ngày hôm nay nhé. Các bạn đã theo dõi kênh Quán Nghe Friends Channel. Nếu các bạn thấy hay, hãy follow và subscribe kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo hay hơn nhé. See you!